Hôm nay mải mải cờ quạt quá. Mải mải cờ quạt quá. Ông ơi mua cái ấy nào chưa? Mua cái dây để cho anh ấy chưa? Ấy chưa? Không cần nữa à? Không cần dây nữa à? Tại đi tiết kiệm mấy cái thủy nó chi trả cơ mà. Cái thủy nó trả cơ mà. Làm thế nào cho nó cẩn thận. Không cuộn dây có 20.000 chẳng qua cháu không có tiền. Đủ không? Ông mỏng. Ô, con này không có bừng lưng à? À con này cũng có bừng lưng này. Ừ. Được canh. Tu đủ phải quấn lại từ đầu đấy. Quả nó vẫn chưa vàng. Nói chung là tùy từng vườn, có vườn thì quả nó vẫn còn xanh. Rất cẩn thận, sáng nay làm 2 xe cuối cùng lại phải quấn lại từ đầu. Lại ra đây lại quấn. Đây có một cái chùm gọi là chùm biểu tượng đây. Chùm nào nhỉ? Đây này. Ông cứ trêu ông ấy là chùm này quý nhất cây. 2, 2, 4, 6, 8, 10 mấy quả ở cái chùm này. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, tầm 12 cái quả thì phải. Cái chùm này. Đấy, các bên. Đây này. Đấy, cái nứa là cái thủy nó chọn là cái lứa đầu tiên. Cho nên nếu mà các bạn mua những cây cam đường canh với cả các thứ ấy là nói chung là nó giá nữa. Nếu mà mua đầu tiên kể cả đu đủ, người mua đầu tiên là người ta phải mua cái giá đắt, giá chọn đấy, lúc ấy cho khách đấy. Còn bọc như này mà có hơn khoang tầm khoang rưỡi thôi, thế nào đây này đấy. Nhưng mà nó chuyển mã thì nó sẽ các bạn nhìn thấy quả nó nhiều hơn. Còn những cây như này là cây hỏng không làm tán. Còn quay cho các bạn thế nào, các bạn ấy hay so mấy cái giá cây cam ở dưới đất, nó không có chậu này thì nó khó này. Đấy, những cái cây này là trước đấy nó toàn như thế này. Đấy, như cây này rất sai. Những cây này rất sai. Đấy này. Đấy, nhưng mà đợi lúc nào nó chuyển mã lên cơ thì nó mới đẹp. Cái vườn bên cạnh thì chuyển mã rồi đấy, đây cho các bạn xem. Thì cam đường canh thì nó như thế nào. Cũng phải đi mua những cây cam choai ấy, từ đầu năm ấy. Bây giờ là các ông đã đi mua cam rồi. Mua những cây cam xong rồi cho lên chậu, xong rồi rong. Đây, những cây cam đường canh mà nó chuyển mã thì nó như thế này. Nó tùy theo cái cây mà nó sai hay nó thế nào. Còn khi nó chuyển mã thì nó như thế này. Nếu mà chuyển vào trong Nam thì thường là ở trong cái nó nắng nóng hơn thì sẽ phải chọn những cây mà quả nó vẫn còn xanh. Đấy, còn những cây mà nó vàng quá thì ở trong Nam thì vào đấy kể cả quất đi. Đấy, những cái quả cam như quả cam đường canh như thế này, gọi là cam canh hoặc cam đường canh. Đấy, nó tùy theo là cây sai, cây không sai như thế nọ thế kia, nhưng mà đây là thực tế. Đây là những cây bên này thì cảm giác nó to hơn. Ông làm những cái cây mà có cái thời điểm mà mười mấy triệu to ai. Đấy là cho mọi người hình dung. Tại sao mà nó xanh như này thì nó tùy theo là vấn đề là các bạn phán đoán làm sao cho nó kịp Tết. Đây là những cây hỏng. Ăn thoải mái nhá. Tôi cũng đã đấy cho các bạn rồi, nhưng mà thường là nhưng mà quả nó phải vàng cơ thì ăn nó mới ấy, chứ quả nó xanh. Thì tìm được cây vàng vàng không ăn thử cho các bạn, không các bạn cứ toàn bảo là không ăn được. Nghỉ đấy. Ngồi chờ chơi cờ mãi. Cái chậu này nó cũng nặng ấy. Siêu gà là ủng hộ anh nó được một chậu. Còn nó cũng mua nó bán cho khách đấy, khôn phết đấy. Biết à. Đây, đu đủ. Nhưng mà đu đủ bọc hết ở bên trong rồi. Đấy, cái thủy nó lại bọc lại. Đu đủ lúc trước là phải bọc lại hết, quấn băng dính hết.
cái nhau lại còn lấy cỏ để ken ken cam đường canh, thế là ấy lắm đấy nhá. Hôm này cỏ này đi ken ken cam thế này thì chết. Không chui được sang kia để cho các bạn xem cái việc quấn đu đủ. Nhưng mà hôm nay có cái kinh nghiệm là quấn cái quả đu đủ dọc theo thân đi. Để lúc ấy mình ngồi trong kia mình đánh cờ. Phải quấn nó chặt. Thì nó không ấy. Thì nó không bị rụng quả. Đu đủ là quấn tất cả lại đấy chứ. 30 chậu thế là lại ở đây lại quấn. Một xe kia là thấy ông cháu bảo là các ông với các anh với cả các chị ấy quấn hết 3-5 cuộn băng dính. Không rồi đi vào kia nó rụng hết. Cứ trêu bảo là quả đu đủ mà nó dai hơn cả mít nhưng mà. Ông đã kiểm tra trong kia xem là xếp được bao nhiêu chum bưởi chưa? Rồi. Có xếp được không? Xếp được à? Thế tí nó mở ra thì rồi lại cho các bạn xem cái việc quấn lại ấy, cho cơ quả nó như nào. Đây là cái kinh nghiệm để tôi nói cho các bạn, để các bạn chú ý trong cái việc mà mua hàng với cả bán hàng đi xa ấy. Nếu các bạn mua đu đủ ấy là phải biết như nào, quấn như nào không nào. Nó ấy. Tí nữa tôi sẽ nói. Tại vì cái này nó quan trọng. Đôi khi là hôm trước thay chậu cũng thế, thế là không biết thế là anh em mới mách. Xong rồi hôm nay quấn kia các thứ ấy thì là mới biết, chứ còn không phải là quay ai thế nọ đấy kia đâu nhá. Tôi biết cái gì thì là đấy, tôi như kiểu là nhật ký của riêng tôi ấy. Xong rồi có gì tôi biết thì đây là những cái quả còn rụng đây này, ăn cũng còn hơn cả ấy. Này nước này đấy, quả rụng đấy nhá. Còn nhìn này, còn cái nghề này là làm cây cảnh ấy, làm cây cam đường canh ở trên chậu, cho nên là nó sẽ mất công rồi nó thế nọ thế kia. Ở các nơi khác thì thường là người ta trồng cam để người ta bán quả, còn ở đây là ấy, các cái cây cam này là đầu năm tầm này ấy, tầm này là các anh các ông là đã đi mua những cây cam về, mua các cái vùng người ta bán cây rong ấy, để cho cây cam lên trên chậu này. À, như cái rong này để năm sau bắt quả. Rồi làm dễ làm trước đây, chứ có phải là đây này, quả nó còn ấy, nó còn nứt ra này. Các bọn này nói chung là như thế này á, phải đổi chuyển mã đi thì mới nhìn ra là nó ấy. Chứ bây giờ nó vẫn lẫn vào lá thì. Nếu mà nhìn để biết là cây nó nhiều quả như nào phải chuyển mã cơ. Cứ nói nhắc đến nó làm cái gì, vẫn mới hiếp. Cái gì có cái gì hay đâu. Đệ à? Mà huynh mới đệ thì. Nhưng mà cháu không bao giờ cháu là em của chúng nó. Không chả phải là đại ca, nhưng mà bằng vai phải lứa thôi, chứ còn cũng mình cũng không muốn hơn, mà mình cũng không kém là không chịu được. Đấy, ngang phân. Vai trò gọi là ngang hàng trong cuộc sống, gọi là trong cuộc sống thôi. Cùng là đội viên với đoàn viên chứ. Có phải là tiên vị đó ở chỗ cầu rào không? Cháu biết đâu được nó à? Có biết đâu được nó đâu. Mà ông quan tâm làm gì chúng nó, ôi rồi ôi, làm không hết việc. Cứ quan tâm để kiếp sau lại rút kinh nghiệm à? Ông quan tâm chúng nó làm gì cho nó mất thời gian. Tầm này có tuổi rồi, nó đọc sách đọc siếc để dạy con dạy cháu thôi, chứ còn ông như thế thì thằng bọn trẻ con nó còn thể nào lúc nào cũng tiến bịp. Mình đây quan tâm gì, mỗi người một việc, mỗi người một nghề. Bọn nó có tài đấy. Thì mà tài thì nói chung là tài đấy. Nói chung là cháu cũng không phủ nhận, nhưng mà cái chính là cái gì nó mình quỹ thời gian nó có hạn.
mình xem ai xong mình học được cái gì. Chứ còn xem như thế thì những cái bọn ở trên mạng nhá, nói thật ra thì cháu cũng không chả biết thế nào, nhưng mà nó nói 10 thì thôi ông cứ trừ bì đi 9 phần. Chứ còn ông cứ có thật thà đâu mà ở đây thực tế như này, nhưng mà khéo cả làng đã đồn là chiều nay là ông ấy đã bán được khoảng 3.000 cây cam rồi đây này. Nói chung là mình việc mình làm quan tâm làm gì, nó đau đầu, nó mất thời gian. Cháu làm sao mà ví dụ vụ này cháu bán được khoảng tầm 50 cây cam thế là thì là nó ra là thiết thực. Đấy là trên được, đúng không? Không, chỉ thế thôi, tại vì bán nhiều thứ. Hôm trước anh Thạnh anh ấy hỏi, hôm qua anh Thạnh anh hỏi thế bây giờ vụ bưởi này là bán bao nhiêu cây rồi, bảo em nhớ làm sao được. Có đến 500 cây không? Bảo là nếu mà cứ cái gọi là cứ tên là bưởi thì khéo cũng nhiều hơn 500 cây. Tại vì mỗi hôm như này xếp đầu nghìn, đúng không? Cái chum bưởi như này, mỗi cái xe mà ken như này cũng 50 chum, có những hôm 50 chum. Còn bình thường là cứ mười mấy, hai mấy. Tại vì cũng đa ngành, đa nghề chứ cũng không ấy. Đúng không? Nói thì nói chung là làm gì cũng thế, nếu mà thời gian có hạn. Xong rồi tuổi thọ nó cũng có hạn. Nó giới thiệu, nó bảo anh em Huấn Hồng với cả Tiến Việt thì tôi bình quan tâm gì còn quan tâm nó cũng chả giải thích cái gì. Cháu chỉ biết mỗi hình như là nó ở Hải Phòng hay sao, chả biết nó ở đâu. Công thật đấy chứ, thường là tôi nói trên cái tinh thần là xây dựng để sao cho kể cả cái người thân với mình, với cả người quen mình hay là những người theo dõi mình phải tốt lên. Nhưng bây giờ mà ngồi nói chuyện mới xong rồi lại sa đà vào cái việc đời tư của người nọ người kia, xong ca sĩ với cả vâng ui rồi ôi, hai anh này diễn viên quần chúng lần nào ở trong video chả có à, nhàm rồi. Như thế này mà xếp được nhiều phết đấy, cũng phải 10 chậu ấy nhỉ. Trông vậy thôi nó to đu đủ, nhưng cái chậu đu đủ là chậu 1 mét. Hàng này chắc và hai mấy rồi. Cái gì? Hai mấy thủy rồi. Cái thủy thủy nó năm nay là 33 rồi, gần hai mấy. 38 là tắt kinh. 38 là tắt kinh nhá. Hết kinh. Ơ thế á? Nó làm vất vả quá à? Ông này ông hùng là chưa chị cứ đợi tháo khoáng chỉ sớm muộn trơn chân nhà chỉ 6 tháng ông lên xuống 6 tháng lại còn để ý cả những cái ý này như thế thì 338 thì chắc là nó kém em 3 tuổi thì chắc là 3-4 năm nữa. Thấy người ta bảo 60 tuổi người ta vẫn đẻ con tròn tròn đi này. À đấy, hai này là đông. Rúm lắm rồi, anh ấy đi. Rúm lắm rồi à? Ôi, hôm nào phải truyền cái kinh nghiệm này mới được. Mà nói chung là mình cũng không phải là bên phụ sản với kế hoạch hóa gia đình, cho nên là năm 50 rồi là đấy, gì nó hắn còn xuân phớn này, nhưng gì nhìn là bên kế hoạch hóa gia đình như này thì chết thật. Chắc là mấy cây này thì ấy gì, xong rồi lại phải chạy ra cả bưởi chum nữa cơ mà. Giống là nhớ đến cái ông Vũ ông ấy nói. Nói chung là cái niềm vui của mỗi người mỗi khác. Đấy, bảo là niềm vui của ông Quân Vương là nói chuyện về
công thành, rồi giữ đất, rồi phát triển đất nước, rồi kinh tế, văn hóa, chính trị của cả một nước. Niềm vui của ông nông dân là ví dụ như là hôm nay xong hết ngày, xong rồi làm một cốc bia hoặc một lon bia xong rồi. Xong rồi cười khà khà, thế là nó qua bữa. Nhưng thường là cái ông nông dân là ông ấy làm như thế, xong tư duy như thế. Nhưng mà ông ấy cứ muốn là phải có tiền tỷ đó, xong ô tô mấy các thứ thế lại thành ra là đánh lô để thêm thôi. Xong rồi thế nọ thế kia, xong rồi ông ấy muốn làm giàu nhanh là mệt. Ông Vũ ông bảo thế này, niềm vui của mỗi người mỗi khác. Niềm vui của ông Quân Vương là những cái khác, còn niềm vui của mẹ kẹp 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 quần vào cái này rồi. Trông vậy thôi, một khoang này cũng nhiều phết đấy. 4 cây một hàng à? 1 gần được 4 cây một hàng đấy. Một, hai, ba. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Bốn cây nữa. Hai cây này xong rồi, bốn cây nữa. Hôm nay tự nhiên nó này là thế nào, nó cẩn thận thế nhỉ? Nay ra còn ấy chứ. Mấy hôm nó làm thế này đâu. Đây còn da còn bọc đu đủ, à còn giải cỏ và đu đủ. Thế này chết rồi. 5-6 cái đảm đang rồi. Tốn bằng dính vết đây. Đi nào cửa. Cả giày, cả dép, cả loại được 3-2 cân. 4 lạng. Cái xe kia mà nó bảo là 3 giờ mà bây giờ gần 3 giờ rồi chưa thấy đâu này. Đây mới là xe thứ hai, đã xong xe thứ hai đâu. Xe thằng Vương thì lúc ăn cơm là nó về đấy. Thuốc gì? Thuốc lá. Bốn cây một hàng đây. Ủa nhiều thế nhỉ? Thế là mười mấy cây à? Cái thủy của mày là bao nhiêu cây đây? Chắc phải 5-6 cây nữa nhỉ? Cây nữa thì mới chè buộc. Đây hạ đi ải vào đi. Mười mấy cây rồi đấy.